Thưa quý vị, Tết đến xuân về là dịp để yêu thương được gửi trao thông qua những món quà. Từ ngày 15 tháng 1 đến 15 tháng 3, nhà mạng Viettel tri ân khách hàng bằng nhiều phần quà hấp dẫn để Tết ai cũng có quà. Theo đó, khi đăng ký gói cước di động, Internet và truyền hình TV 360, khách hàng sẽ được nhận ngay 5% điểm Viettel cộng cộng, gấp 10 lần so với thông thường. Ví dụ, khi khách hàng lắp đặt Internet Viettel và thanh toán cước cả năm, sẽ nhận ngay tới 100.000 điểm Viettel cộng cộng để đổi ra data, phút gọi, voucher mua sắm. Đồng thời, nhận được mã quay thưởng 50 điện thoại Samsung Galaxy Z Flip 5 cùng 20 giải tiền mặt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng. Để tham gia chương trình, quý vị hãy soạn KM gửi 191 để đăng ký gói khuyến mãi dành riêng cho từng khách hàng hoặc lắp đặt, nâng cấp dịch vụ Internet và truyền hình TV 360 bằng cách gọi tổng đài 1800 8168. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Nghe nói nhiều như những phát thanh viên, người bán hàng, ca sĩ với giáo viên, dễ viêm thanh quan và khan tiếng ai ơi, dễ viêm thanh quan và mất tiếng ai ơi. Đã có viên nén yêu khí thành, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, giúp giảm các triệu chứng viêm thanh quan, mất tiếng, khan tiếng. Nhờ có tiêu khiết thành, giọng nói trong sáng hơn. Nhờ có tiêu khiết thành, giọng nói trong sáng hơn. Này đã có tiêu khiết thành Platinum, dùng cho người bị viêm họng, viêm thanh quản, khẳng tiếng, mất tiếng, mạnh hơn, hiệu quả hơn. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Lâu lắm không gặp, công việc dạo này thế nào? Trên này làm ăn thì ổn lắm, nhưng sinh hoạt thất thường nên tôi đổ bệnh đấy không ạ? Hay, sao bên ấy lại yếu thế? Thì vừa mới đây còn vừa phải đi cấp cứu vì tai biến mạch máu não đấy. Thế bây giờ điều trị thế nào, uống thuốc gì? Có cái loại thực phẩm chức năng gọi là Natopet gì đấy. Tôi dùng 3 tháng nay rồi, giờ mới được khỏe như thế này đấy không ạ? Ông nghe đây, phải nói thật chuẩn vào, Natopet. Sản phẩm này hỗ trợ điều trị và phòng ngừa tai biến mạch máu não hiệu quả lắm đấy. Thế à? Nay đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Natospec Platinum được bổ sung hai thành phần mới. Ông ba đấy à? Vâng. Nghe nói ông bị thoát vị đĩa đệm cơ mà. Tôi đau đớn mấy ngày hôm nay không đi lại được, nhưng bây giờ đỡ rồi bà. Ông uống gì mà hay thế? May có người mách nên tôi dùng thử thấp rượu nang tâm bình, thế mà hợp, uống vài hộp mà đỡ đấy bà. Ông này, thế bị đau thần kinh tọa uống có được không? Được quá đi chứ. Sản phẩm này hỗ trợ điều trị thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa, thần kinh liên sườn, gai cột sống. Thế à? Cái này được làm từ thảo dược nên hiệu quả mà an toàn. Nó còn giúp lưu thông khí huyết, giảm chèn ép thần kinh nữa đấy bà. Thế thì tốt quá, tôi phải đi mua ngay thấp rượu nang tâm bình về dùng mới được. Phải rồi. Thấp rượu nang mang đi đau đớn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế? Bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ. Sao cậu không dùng gel su bạc cho bé? Đợt trước cô Bi nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng gel su bạc chỉ mấy hôm là khỏi ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Su bạc, đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng làm sạch sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da như là zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo. Cốm su bạc cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không hiệu quả. Nano, 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 đông trùng. Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy? Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo. Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không? Sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, 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 nano. Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đây là tiếng nói Việt Nam. Đây là tiếng nói